Alo alo, vâng em xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng Em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Hôm nay thì em nay toàn sản phẩm độc dược, sản phẩm đẹp, những cái sản phẩm hot hit nhất trên thị trường gần đây. Và những cái sản phẩm nhiều bác chưa tị nhìn thấy được trong suốt những cái quãng thời gian em nay. Kể cả như bản thân em thì cũng ít khi gặp các nhé. Đó thì hôm nay thì để quảng cáo những cái sản phẩm đầu tiên thì để em giới thiệu qua các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ mau thơ. Quả lắc rất là khủng các bác nhé. Quả lắc rất là siêu khủng các bác này. Rất là hiếm trên thị trường. Những cái con này thì hầu như không có ngoài thị trường. Và đây là một chiếc Odo 36 thùng kính kim cương các bác nhé. Thùng kính kim cương, một trong mẫu thùng Odo 36 cũng cực kỳ là hot hit. Nhưng con này nó lại ở trong con 3 vách hở nên là giá cả của nó rất là mềm. Các bác sẽ đợi tí nữa em phát giá các bác nhé. Và đây là một bộ nhảy dây, một bộ bên em vừa mới về xong, vừa mới cập cảng xong, một bộ rất là đẹp. Rất là luột các bác nhé. Thì tí nữa em sẽ gửi đến các bác. Tiếp theo thì đây là một chiếc G10 Chinichi các bác nhé. Đây là một mẫu dạo này thì bên em G ra đến đâu hết sạch đến đấy các bác, không còn thời gian này. Và đặc biệt thì cái này thì được như cái nét phác họa của người châu Âu, được ông chủ Tây ông phác họa, đây là phải những cái nét của những cái người họa sĩ rất là cao cấp và người ta để lại cái dấu ấn. Và tiếp theo thì đây là một chiếc đồng hồ song tiện G các bác nhé. Chiếc đồng hồ song tiện G mặt men hai nòng, rất là hiếm, rất là đẹp và luôn các nhé. Và tiếp đây thì đây cũng là một chiếc đồng hồ song tiện, nhưng em còn chưa tháo máy ra này, em chưa để ý nó là cái hãng gì, nhưng mà con này thì cũng phải nói là một trong những con cực kỳ là luột, là đẹp, nhìn trông nó rất là nổi trội và cột to các bác, cột to. Các bác chơi đôi này mà lắp vào trong nhà một đôi thì phải nói nhất quả đất, bởi vì nó đều là song tiện cổ mặt men các bác. Còn các loại song tiện mới các đời Hepler các bác thì nó là mặt giả men thôi các bác nhé. Các đời mới là mặt giả men, nó không có giá trị cao, nó tầm hơn 1 triệu thôi, nhưng cái mặt mặt này khoảng tầm hơn 4 triệu quá nhé. Đấy, con len kích em đánh nha các bác. Con len kích nha. Các bác thì bên em nắm hàng hiểm không? Tiếp theo thì em cũng xin like các bác. Đây một chiếc đồng hồ mặt phù điêu có nhé. Một mặt phù điêu lắc kê vàng các bác này. Nhìn cái quả lắc này thì các bác ra một đống tiền luôn các bác. Nếu mà gặp quả lắc này ngoài thị trường thì các bác cũng gần như là bằng không luôn. Lắc kê vàng các bác ạ. Đẹp nhỉ. Mặt là mặt phù điêu quá này. Mặt phù điêu. Và tiếp theo thì cũng từ bé đến lớn thì em cũng gặp lần đầu tiên, thì chắc các bác em gặp lần đầu tiên thì chắc các bác cũng chỉ gặp lần đầu tiên đúng không ạ? Con này là con Kenji. Con Kenji họa tiết đồng các bác nhé. Đây các bác nhìn đồng này. Đồng nguyên chất các bác nhé, đồng nguyên chất. Con này thì là lần đầu tiên em gặp các bác nhé. Lần đầu tiên em gặp đây những cái hoa nguyệt quế này. Đúng không ạ? Những cái hoa nguyệt quế nó gần như kiểu cái lá nó hoa la hán này, là lá cây la hán các bác nhỉ. Đấy. Zin nguyên bản các bác nhé, zin nguyên bản. Đấy. Hôm nay thì toàn hàng độc thôi các bác nhé. Và tiếp đây đây là một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc này là chiếc Fontelloy các bác. Đây là một chiếc đồng hồ Fontelloy. Con này là kính rào suốt, một trong những cái bộ kính hiếm nhất, khó làm nhất và một trong những dòng cao cấp các bác nhé. Trong những cái dòng cao cấp nên là các bác gọi điện cho em các bác nhé. Em sẽ có những cái giá cực kỳ là tốt để gửi đến các bác nhé. Và đặc biệt sản phẩm hot hit nhất hôm nay cũng là con số 1 các bác nhé. Con này thì bên em vừa mới về xong các bác, vừa mới về xong. Đây là một chiếc tạ khúc mặt đồng, tạ đồng, lắc tàu lá chuối. Một trong những món gọi là siêu phẩm nhất, hot hit nhất, khó tìm kiếm nhất và cũng hiếm về nhất thì để em quay. Vâng, những cái chiếc như này thì gần như là bên em về phát là hết luôn bởi nó cực kỳ là hiếm. Và con này thì nó hiếm hơn mọi con, thì lần đầu tiên em gặp thì nó hiếm hơn mọi con các bác. Nó hiếm hơn mọi con là cái gì? Nó là cái mặt. Thường thường là con những cái con như này nó mặt bằng giấy, nhưng con này nó mặt nó bằng kim loại, nó như kiểu bằng nhôm phay mặt số nổi luôn các bác nhé. Các bác nhìn những cái con như này ở ngoài thị trường thì mình không thể nói là không kết được đúng không ạ? Không thể nói là không yêu được. Thì các bác đã chơi ở cửa hàng Em Thành Đồ Cổ thì các bác biết bên em là được cái thế mạnh là những cái món hàng phù quăm đúng không ạ? Được cái thế mạnh là những cái món hàng độc, những món hàng hiểm, những cái món hàng thiên hạ ít có. Và bên em thì like những cái món hàng thì thường thường như các bác bảo là thường thường là nhất thanh nhì sắc các bác nhé. Nhưng bên em thì lại được cả thanh cả sắc đúng không ạ? Bên em được cả độ hiểm độ độc. Thì đứng trước cái đồ độc thế này thì các bác cũng có một số bác thì cũng bảo là có nói dóc hay nói điêu, nhưng mà thực sự thì cũng nó là hiếm thật các bác. Các bác cho em một lời đánh giá đúng không ạ? Các bác cho em một lời bình luận.
Và tiếp tới đây thì em sẽ quay gần hơn, sát hơn các bác nhé. Những cái lắc này thì chắc chắn thì các bác mua tầm 3 triệu những cái lắc là chuối này thì không bao giờ có các bác. Đây các bác, bởi vì chỉ có những cái con như này, chỉ có những cái lắc này nó ở trong cái đuôi nó bầu như này thì nó mới tạo lên cái điểm nhấn các bác nhé. Con này thì bên em sẽ bao lau dầu các bao lau dầu. Bao ship cho các bác luôn các bác nhé. Đấy các bác này. Các bác nhìn cho cái mặt, một cái mặt rất là hiếm, em mang cho anh cái ghế đây để quay sát các bác. Các bác nhìn cho em cái lắc đồng các bác. Lắc đồng. Tạ đồng. Lại còn bọc đồng nữa nhá, bọc đồng luôn đấy ạ. Các bác nhìn cho em bọc đồng luôn đấy ạ. Và cái điểm màu đặc biệt nhất các bác này, các bác nhìn cho em. Kinh khủng các bác, phải nói là kinh khủng, mặt đồng. Úi xồi các bác. Trên nền mặt kiểu mặt này các bác nhìn cho em. Mặt nó chảy tia các bác này, trong chảy tim. Trong thì chảy tim, ngoài chảy tia, mặt số lổi các bác nhé. Mặt số lổi đó, mặt số lổi đến 2-3 ly luôn các bác này, không phải đơn giản đâu. Mặt số lổi. Và cái này thì các bác bảo mặt này là mặt gì? Em nghĩ là mặt nhôm, em nghĩ là mặt nhôm phay các bác, mặt nhôm phay cổ. Đẹp lắm. Mặt này thì nó lên đến tầm hơn 20 phân các bác nhé, đây này. Mặt này chắc nó tầm 22 phân các bác ạ. À quên, con này thì em quay không biết nó đánh chuông chưa để em quay thử các bác nhé. Em vừa để nó đánh xong. Ở đấy. Như đánh như âm tủ cây các bác nhỉ. Úi xời. Đẹp này các bác nhé. Con này có duy nhất. Thường thường các bác nhé, thường thường những con này như này thì nó là mặt giấy. Đời những con này là mặt giấy, nhưng riêng con này thì nó cao cấp nhất, nó là đời mặt kim loại các bác nhé. Mặt kim loại còn mặt giấy luôn, các bác nhìn nó nổi gồ lên cái kính này các bác. Đấy, nó nổi gồ lên trên nền kính này các bác này. Nó cổ luôn các bác, con này các bác nhìn cái mặt nó thấy cổ, đúng không? Vâng, những cái con như này thì các bác gọi điện ngay cho em các bác nhé. Các bác gọi điện ngay cho em. Bởi những cái con cao cấp như thế này thì mình nên chơi, mình lên sưu tầm. Và mình cũng phải lên các bác, lên săn tìm những cái con như thế này thì các bác không hề không có đo kích thước cho các bác. Nhiều lúc các bác để cho các bác còn ước lượng được cái kích thước. Có con đẹp mình cứ quay sâu sâu thêm tí các bác ạ. Đây con cúc cu hôm qua em vẫn còn này các bác này. Thước ở bên dưới tầng 1. Vâng, thước bút em để dưới tầng 1 mất rồi. Vâng, và sản phẩm tiếp theo các nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em xin like những cái món đồ nhỏ nhỏ ở dưới này trước. Con số 1. Vâng, và đây là chiếc đồng hồ Mao Thơ đến từ nước Đức các nhé. Đến từ nước Đức. Em xin bỏ từ con 1. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Mao Thơ. Một chiếc đồng hồ, con này thì cũng là những cái mẫu đồng hồ siêu hiếm các nhé. Siêu hiếm, siêu đẹp. Và thùng con này các bác nhìn cho em. Thùng con này đẹp lắm luôn đi các bác. Đây các bác nhìn cho em, đẹp lắm luôn ạ. Thùng dài, kích thước của nó là 34 x 75. Mặt bát giác các bác nhé, mặt bát giác kim vuông các bác, kim chân vuông. Mặt nghệ thuật các bác này. Đời này là đời số 73 lô, tượng trưng cho sự may mắn. Và cái thùng này là một trong những mẫu thùng đẹp, được chạm khắc các bác nhé, được người ta chạm khắc những cái bông hoa, nó gần như kiểu hoa thổ cẩm. Và bên trên thì nó đi vào những hai cái đường chỉ sọc rất là lồi, giữa bốn góc và bốn góc là điểm vân nu. Qua nhìn cho em cái vân nu, qua nhìn kỹ cho em nhé. Nhìn trên điện thoại thì các bác nhìn không nhận rõ đâu, nhưng mà các bác nhìn, mà các bác nhìn thực tế thì các bác phải biết. Đây này các bác nhìn cho em, vân của nó phải vân vân vợn các bác nhé. Đây là dòng kỹ các bác nhé, đây là dòng kỹ và dòng cao cấp. Thùng con này phải nói là luột và đẹp, một trong những mẫu thùng rất là đẹp luôn các bác ạ. Một trong những mẫu thùng rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em cái vân vân vợn luôn, đúng không? Ôi sổ ơi, cái quả lắc này các bác tìm, gọi là tìm cho em 10 năm không thấy luôn các bác. Cái quả lắc là quả lắc phù điêu các bác nhá, quả lắc phù điêu nghệ thuật các bác này. Kiếm được cái quả lắc này thì các bác, nó không phải là bát giác, tứ giác, nó nguyết lên các bác hình con thoi, mà nó được xẻ làm nhiều cạnh các bác nhá. Nó như một viên kim cương, các bác biết mài kim cương thế nào rồi ạ. Nó mài kim cương nó phải lấy hết tất cả hình tam giác này, xong nó lấy hình trên, hình dưới các bác nhé. Nó vanh trên, vanh dưới. Và đúc một quả lắc như này thì nó rất là khó. Bởi thường thường mô tròn hoặc là hình vuông hoặc là hình tròn thì nó dập là dễ, nhưng mà nó lấy nhiều cạnh các bác. Để nó khi mà cái biên động các bác nhìn này đấy, khi mà cái quả lắc nó đục đậy quá thì nó bắt gọn móc mọi góc ánh sáng thì nó đều đẹp, nó như kiểu viên kim cương các bác này.
các bác nhìn này, đấy đúng không ạ? Em nói có sai không các bác, đúng không ạ? Đây các bác, quả lắc zin này, đấy. Cái quả lắc này thì chắc bán 2 triệu quả lắc này thì không thể, đúng không ạ? Rất là khó tìm luôn. Khóa zin các bác này, khóa zin này. Con này các bác nhìn cái bộ côn này. Mặt đấy các bác, mặt nghệ thuật này, rút máy cho các bác. Và con này thì nó là đời củ côn ốc lau lâu các bác nhá. Cái đời củ côn này là đời củ côn hay nhất của đời Mau Thơ. Con này thì nó sản xuất khoảng những năm 1902. Nó rất là cao cấp và nó đời củ côn ốc lâu này thì nó được ví hay hơn cả dòng Odo 36 Lũ Hoàng Âm Thanh, bởi vì cái côn của nó là côn dài mà cái que côn của nó thì là dày, tiếng của nó đánh ấm và nó chững chạc. Dòng này thì trong dòng đồng hồ Đức thì con này là đánh hay nhất trong dòng đồng hồ Đức cũng nhé. Nó còn kêu đánh được ví hay hơn là Odo 36. Và đây máy con này phải nói là cực kỳ là đẹp. Đấy, đây đang chạy. Con này thì em đảm bảo về âm thanh của nó, nếu không hay thì các bác gửi lại em các nhé. Đây là các bác nhìn cho em. Hộp cái hộp này của nó các nhé. Cái hộp này của nó còn đi lọng trên lọng dưới để khi cái tấm cánh nó sập vào các này. Úi giời. Mưa cũng đánh các bác. Con này âm hay cực kỳ luôn. Và xin thưa với các bác là số 7 này thì ở người châu Âu thì cái ba lô này các bác. Đây gọi là số 7, cái khoác cái ba lô nó tạo cho cái âm nó tạo cho cái sự may mắn. Người châu Âu thì cái số 7 ba lô này thì nó là tượng trưng cho sự may mắn và có nhiều ngân hàng như ngân hàng 7-Eleven hay còn gọi là ngân hàng số 7 đấy ạ. Hoặc là một số các cái sự may mắn thì người ta đều lấy số 7 các bác nhé. Đấy. Cái này là đời bút ký các bác nhé, đời các cái phiên bản đặc. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì phải nói là con này âm, nếu mà nói về Odo thì con này không ăn được con này các bác. Nếu mà nói về Odo 36 không thể ăn được con này đâu. Con này thì em xin sale kích thước, em xin báo giá và em sale. Bỏ quả lắc lên để cho các bác biết cái quả lắc ở trong nó như thế nào. Thùng Vân Nu các bác. Thùng Vân Nu. Con này 5 triệu 800 nghìn các bác nhé. 5 triệu 800 nghìn mà trong khi đó các bác để lại quả lắc này thì chắc em để cho các bác, em sẽ nhập lại cho các bác buổi kiếm được những cái quả lắc kim cương này các bác. Kiếm được quả lắc kim viên kim cương này không dễ đâu các bác nhé. 5 triệu 800 nghìn một con đồng hồ mà con này vua âm thanh nhỉ. Con này hay nhất của dòng đồng hồ Đức mà nó là Vân Nu các bác nhé. Đây này. Các bác nhìn cho em nó Vân Nu. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 36. Con này thì phải nói là mặt zin và đẹp. Thùng kim cương các bác nhé. Đây các bác. Các bác thấy người ta hay quảng cáo nó hay có những cái viên kim cương như nào thì nó là như vậy các bác nhé. Đây này. Kính viên kim cương nhìn trông rất là luôn. Thùng này là một trong những cái mẫu thùng đẹp của dòng 36 nhé. Thùng zin, thùng đẹp. Những cái thùng này thì chắc tầm 5 triệu thì khó mà ra được của thị trường, nó là thùng zin Odo đấy ạ. Và con thùng này thì nó không mối mọt các nhé, không mối mọt và nó nhìn trông. Kiếm được cái mặt số này thì các bác, cái mặt số này các bác về nhét vào, các bác mà có những con Odo 36 ở nhà mặt xấu thì các bác đi mua 3 triệu thì thôi, mình mua con đồng hồ này cũng giá vừa tốt mà mình lại được cái mặt này để lắp vào được những cái Odo 36 nhà các bác. Bởi kiếm cái này thì không phải đơn giản đâu các bác. Còn các bác muốn dập thì bọn em đi nhờ chắc là mất trăm, hơn trăm, trăm, trăm rưỡi các bác. Có chữ Odo đây. Vút Tapexler, bọn em đi nhờ các anh đời thợ. Đây các bác nhờ các anh ấy nhập cái chữ Odo giống như này thì thôi nhất quả đất luôn. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Odo 36. Và em xin mở bên trong ra. Hôm nay thì bên em like nhanh một chút các bác. Ôi quả lắc này. Quả lắc rất là đẹp luôn các bác này. Cái mặt thì phải nói là hết nước chấm các bác nhé, mặt hết nước chấm. Ai già các bác, con này là củ côn nòng máng các bác nhé. Đây là củ côn nòng máng thì con này con Odo 36 ba vách hở các bác này. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 36 ba vách hở đời Odo cuối cùng. Nó sản xuất những năm 1902, sau con này nó sản xuất đến con vách biệt hai bản nhạc. Và về sau là nó sản xuất những cái con Odo 36 bình thường, những cái con Odo 36 vách xoáy vách biệt các bác nhé. Nhưng con này thì máy của nó rất là bền. Những cái đời này là những cái đời ổ cót to và đời... Đây các bác. Thường thường những con Odo 36 thì nó có phe cài các bác. Là những cái đời đầu. Còn đây đời này nó chuyển sang đời bát ốc các bác này. Đời này chuông thì hay cực kỳ luôn các bác này. Các bác đã tìm bài Odo 36 bát ốc chưa? Đời này hiếm lắm. Hết đời này phát là nó chuyển sang ngay cái đời con vách biệt rồi. Đấy các bác này. Các đời kia thì nó làm cái lỗ, nó xiết cái lỗ, nó xỏ que. Nó gài vào que. Đây nó gài như cái que này các bác này. Nó gài như cái que này các bác ạ. Nhưng dòng này thì nó đã chuyển sang dòng cuối cùng rồi các bác ạ. Dòng này thì nghe âm thì phê lắm mà nó chưa củ côn nòng máng, bảo sao nó chưa củ côn nòng máng các bác ạ. Máy đẹp các bác nhé, nhìn ổ trục cho em vàng ươm. Chuyện Odo. Đây thông số Odo 36 đấy, các bác nhìn chữ 36 số cuối cùng rồi ạ.
Odo 36, series là 14576 các nhé, và đời Odo 36. Con này thì chơi hai bản nhạc các này, chơi hai bản nhạc. Bác nào săn con này thì âm hay. Tại sao thì âm nó hay? Tại vì nó chơi cái củ côn lòng máng. Và nhiều bác thì đặt nhiều bác thì đánh giá là cái củ côn con Odo 36 này thì củ côn đen nó đánh âm hay và ấm hơn con Odo, ấm hơn cái củ con lòng máng trắng các bác. Và các bác nhìn cho em cái thùng. Cái thùng các bác nhìn cho em, nó sản xuất từ những cái năm 1902 mà các bác nhìn cho em cái thùng nó còn zin này, còn sạch này, không lứt mẻ, không mối mọt. Các bác nhìn cho em từ cái kính này, đúng không ạ? Cái chân kính này. Con này thì phải nói là cực kỳ là đẹp, các bác cực kỳ là nuột, thùng đẹp nhỉ. Các bác nhìn ốc chống tường đầy đủ hết các bác, đi lô đô nguyên bản. Đấy, khóa ô đô rồi. Và con này cái thùng kim cương các bác nhá. Con này thì em xin sale với giá 10.500.000. Nó là lòng máng loại này chuông hay nhất của dòng Odo 36 cách hở. Và hơn nữa là nó là ở trong cái mặt đẹp là kính kim cương, cái thùng kim cương thôi nhé. Cái thùng kim cương này treo lên nó đẹp. 10.500.000 kiếm cái mặt ra tiền các bác nhỉ. Và con này nó đời đời cuối cùng nó giáp, mấy cả đời đời nó giáp với đời con bách bệt luôn các bác. Hết con này phát nó chuyển sang đời con bách bệt luôn. Nó chơi củ côn lòng máng. Và tiếp tới đây thì em xin like. Cứ để tính lại chụp ảnh hết luôn, không cần chồng. Vâng, và tới đây thì em xin like một bộ nhảy dây bên em vừa mới về xong các bác nhé. Bộ nhảy dây này thì nó rất là nặng các bác, nó phải đến 27-28 cân, nó khoảng tầm ý. Bởi bên em thì em chưa một lần nào em cân, nhưng con này nó nặng hơn bộ mặt quỷ rất là nhiều. Bộ mặt quỷ thì nó rơi vào khoảng tầm 24,5 cân, nhưng bộ này chắc nó phải gần 30 cân. Và bộ này thì nó về rất là đẹp, tuyệt vời mà em không thấy lứt lè một chút nào. Thì em xin like qua, bởi vì chắc chắn bộ này thì chắc trong tối nay thì sẽ có, nó sẽ bay luôn các bác. Nó bay luôn trong vòng trong tầm tay các bạn này. Con này thì phải nói đến họa tiết, những con này thì rất là đẹp luôn, có là họa tiết này, đá là đá trắng, đá thạch anh trắng các nhé, đá cẩm trắng, nhìn đẹp đấy, đá cẩm thạch đấy các bác. Đây các bác nhìn cho em, ngang dọc đều đẹp, bốn góc. Gặp những cái con này thì các bác cũng rất là ít ngoài thị trường, và đây là những cái món hàng tuyển của bên, được những món hàng tuyển của bên em. Đây các bác nhìn vàng đẹp, toàn như lắc kê hết các bác này. Và đặc biệt là bên em chọn tay cũng vậy, nó đều phải nhìn là những cái bông hoa phải thật là xuất sắc. Và đúc các bác này, đây là cái các bác biết lỗ này là lỗ gì không? Lỗ người ta đúc và người ta châm đồng vào trong lỗ này các bác. Đây cái lỗ đổ đồng người ta vào trong, cuối cùng là người ta nghỉ, nó chỉ là một cái lỗ, đúng không? Cuối cùng nó chỉ là một cái lỗ như cái đầu đinh 3, đinh 2 thì các bác. Đấy, ở châu Âu người ta làm cẩn thận thế, nhưng ở Việt Nam chắc cái lỗ đổ các bác, cái lỗ đổ nó phải dày cả đến 2-3 phân này. Và nó dày xong người ta cà quá. Người châu Âu người ta làm tinh xảo lắm, người ta đúc các bác nhìn này. Đấy, và châu người không biết người ta đúc được gì mà nó vào được hết trong các ống này các bác nhìn. Nó vào được hết này, mà đặc luôn các bác. Con này thì rất là nặng các bác nhá. Bộ này nó phải rơi vào đến gần 30 cân các bác. Đây các bác nhìn cho em từ những cái cột này. Nếu mà không quay kỹ còn điện thoại còn không bắt led kịp các bạn. Không quay kỹ thì điện thoại không thể bắt led kịp luôn. Trên thì có đôi màu gà các bác, mẫu đôi màu gà. Con này chưa bắt ốc các bác nhá. Đây này, cái ốc này, các bác nhìn cái gen này. Đây con này thì nó về có cả tay lến luôn này, có cả tay lến rất là đẹp luôn. Để xoáy cho bác xem, vào bác xem. Qua nhìn cho em tứ cạnh tứ phía đẹp. Con này thì rất là luột các nhất. Con này thì về bao zin nguyên bản và không sức mẻ. Các bác nhìn cho em từ hoa dưới này, đá cẩm thạch. Và đây là chính mặt diện của con đồng hồ. Đây cái chân của nó rất là đẹp với những cái đường chạm khắc, các bác nhìn cho em rất là tỉ mỉ đúng không ạ, với những cái đường nét hoa văn nhỏ sắc nét nhất thanh nhì sắc. Đây là được cả thanh cả sắc, lại còn được cả đồng các bác. Và những cái con hàng này là đều là những cái con hàng chất lượng cao quá, những cái con hàng chất lượng cao ít gặp, hiếm gặp. Các bác nhìn cho em, đây là tước đúc đồng với người ta pha cái hàm lượng đồng, và không biết đồng người ta pha với cái hàm lượng gì, hoặc là cái cách thức đúc tĩnh điện kiểu gì mà nó làm cho cái nhiệt độ để nó cho một nó ra màu đồng, nó ra cái màu đồng này các nhé. Khi mà các bác có thể cà thì nó ra màu đồng, nó sẽ ra màu đồng đỏ, đỏ hơn một chút thôi. Nhưng mà cái không biết là các bác trong nghề đúc, các bác trong nghề cơ khí, các bác biết là hàm lượng đồng nó pha, hoặc là cái cách đúc kiểu nó làm cho cái người này các bác, nó là đồng zin nhưng mà nó là đồng đặc, nhưng mà khả năng là do nhiệt độ, hoặc là nó kẽm, hoặc là nước hòa kẽm như thế nào. Các bác nhìn cho em, bên trong là chân đỏ các bác này. Đấy, đỏ và kiểu vàng đồng đục đấy, màu đồng đục, đồng zin. Để các bác nhìn cho em từ cái dây này.
điện thoại em không bắt nét kịp các cái điện thoại em, cái đời iPhone 12 thường các bác, nó rơi lên rơi xuống nó không bắt nét kịp. Và con này thì phải nói là cực kỳ là luột các bác này. Đấy. Sắc nét từ cái chân, từ cái móng không sứt mẻ. Và các bác nhìn cho em từ cái dây thừng này, một dây to, một dây bé nó bện vào nhau nó thành cái dây thừng các bác này. Và đây là vòng hoa đúng không? Chùm nho thả rất là đẹp. Cái mặt thì cái mặt men. Mặt men bên trong số la mã, bên ngoài số phút có nhá, bên ngoài số phút nhìn chung rất là nổi luôn. Những cái đồ hồ mặt toàn men thế này tìm thì cũng rất là khó nữa cả. Paris, cái này là Đức xuất sang Paris thì phải có là. Các bác nhìn chung mẹ em cái mặt men phải nói là người châu Âu người ta giữ phải nói là siêu giữ. Siêu giữ mới được màu như thế này. Và các bác nhìn cho em từ cái đường lét, từ cái đường lá. Đấy. Và những cái hoa các bác hoa nhỏ li ti ni ti những cái đầu tam chấm các bác. Để mà nói cái công nghệ của cái người nước ngoài bây giờ để cho cái giới trẻ, để cho người châu Âu bây giờ cũng không thể làm, cái công nghệ đúc không thể làm được với ngày xưa. Các bác, bởi vì là sao ạ? Bây giờ người ta đi quá nhiều về cái lợi nhuận các bác, người ta giảm giá thành và người ta bớt nguyên liệu để người ta làm chứ không phải như ngày xưa. Ngày xưa là các ông ấy là đi là các ông ấy là thực dân đi xâm chiếm các thực địa nên vàng đồng về các cái mỏ quặng của Việt Nam là các ông xách hết về các ông nước ông ấy, các ông ấy làm. Các ông ấy phải bỏ đâu. Em nhấc lên cho ông xem máy à, để cho các bác xem máy. Các ông ấy có phải đi mua nguyên liệu bây giờ, các ông phải đi mua đồng, mua đá, các ông làm chứ ngày xưa các ông toàn ở Việt Nam sắt thép rồi các mỏ ở Việt Nam. Để các bác nhìn cho em cái quả thông đấy. 3 tầng. Các bác nhìn cho em thì xoáy chôn. Và các bác nhìn cho em nhìn những cái đường viền. Nó làm kỹ lắm. Đây nhiều con vào đây nó thành không có cái gì các bác. Chứ con này rất là luột các bác. Đây các bác nhìn màu đầy nguyên rồi. Tóc xoăn nó xo luôn. Bộ máy con này phải nói là đẹp tuyệt vời các bác ơi. Các bác nhìn máy ở chân nó còn chôn một lớp cao su quá để nó tăng thêm độ ngân. Máy là FHS các bác nhé, máy FHS. Và con này là máy đẹp trên tuyệt vời. Chơi bính bong quá nhé. Máy như mới luôn các bạn. Đây để xa thì ấy các bác nhìn cho. Không có một vệt bụi. Nhà tay này thì chắc là chơi tủ kính các bác ạ. Đây này chơi tủ kính rồi các bác ơi. Và con này cũng thế, để em quay lốt bộ chân này. Tay này là chơi tủ kính rồi các bác, nên là nó đẹp như nó được giữ được cái như thế này. Các bác nhìn cho em hoa văn này. Hôm nay thì em like hàng kỹ nên em like hơi lâu chút các bác, đừng mắng em các nhé. Đây các bác nhìn cho em. Đá trắng nào trắng nào trắng tinh này các bác. Những cái đường hoa văn này. Thừng vận này các bạn. Đấy các bác nhìn cái lỗ đúc đồng của nó. Đúc ở giữa và nó chỉ có châm một lỗ thôi, mỗi cái nó chỉ có một lỗ các bác. Đấy, các bác nhìn cho em những cái quả nho bé ti ti ti, nó nhỏ nhỏ hơn cả các hạt tiêu các bác. Có tay dập lến đoan hoàng các bác. Đấy những cái đường bi đồng như lắc kê. Con này được bác gọi điện cho em các bác nhé. Các bác gọi điện cho em. Ok các bác nhé. Bộ này nó nặng gần 30 cân này các bác nhé. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Jisung Han các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Jisung Han. Vâng, chiếc Jisung Han này thì hình quả chám và con này thì thùng rất là đẹp, một trong những mẫu thùng zin của Ji. Và con này là con máy 10. Các bác nhìn cho em cái đuôi, đuôi giật nhiều cấp các bác nhé, đuôi giật nhiều cấp. Thùng cực kỳ là sạch. Và con này thì để người Tây người ta để dấu ấn thì không biết cái ông Tây này ông còn sống không các bác, không biết cái ông Tây này ông còn sống không. Bởi những cái đời này thì người ta mua thì những cái năm khoảng tầm những năm bốn mấy các bác, ba mấy bốn mấy thì lúc đó người ta cũng là cũng phải 30-40 tuổi rồi, nhất là các cụ tờ này có khi chơi hai đời rồi. Nên cái trên này các bác nhìn hai cái hoa đúng không, hai cái hoa nổi song song như hai cái mắt nhìn rất là đẹp. Thùng thì thùng gỗ sồi vàng ươm sạch không mối mọt các nhé. Cái điểm đây, cái quả lắc đây các bác này, quả lắc logo G đấy, những cái chút cầu. Và điểm nhấn của nó thì được cái người châu Âu, được cái người Tây, người ta phác họa, người ta vẽ được cái những cái bông hoa các bác, như với những cái bông hoa nó thành hình nó bao quanh cái số này. Đây là mặt này rất là giá trị các bác, nó giá trị hơn là những cái mặt mặt led, phải nói các cái mặt mặt đẹp, mặt led bình thường cũng chỉ bằng một nửa tiền mặt này. Bởi vì đây là nó mang cái các bác, nó mang cái dấu ấn. Nếu mà nhà các bác nào mà ngày xưa mà có các ông hoặc các bậc tiền bối mà kiểu chơi ở nhà như kiểu bố mẹ mình ấy, mà vẽ cái này sau là để chơi xong mình mang đi bán, đến lúc con cháu đi tìm lại có thể bỏ 5, 10, 20 triệu bỏ thêm. Người ta nhiều người ta thích, người ta không nhường lại được các bác. Con này là bản chơi bản Chinichi, bản quốc ca Đức các bác nhé, bản quốc ca Đức
bản G10 chín chi và dưới là bản quét mặt zin nguyên bản các nhé. Đúng không ạ? Đây mới gọi là mặt zin, đây mới gọi là mặt đẹp và đây mới là cái đáng để sưu tầm. Và cái này là cái để săn, cái để tìm các nhé. Cần ngắt chuông, dây reset các này. Và em rút máy lên. Bộ côn này thì cũng không phải tả các nhé. Đây, bộ côn nó phải nói là cực kỳ là đẹp. Để các bác nhìn cho em. Muốn biết củ côn đẹp quá cứ nhìn cái đầu ti và các bác nhìn que côn thẳng, cái hàng tăm tắp. Côn này dài đáy thùng luôn các bác này. Đây là dòng G10 mà côn dài. Con này G10 chơi hai bản nhạc các bác nhé. Dòng G10 này hiếm lắm các bác. Máy đây, bộ máy này thì cũng phải nói là bộ máy là rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, bây giờ phải bắt led các bác này. Đấy. Xem máy này các bác đừng có xem màu các nhé. Các bác xem màu là các bác hơi bị nhầm rồi các bác nhé. Đi xem máy mà bọn em đi thợ, thợ mà xem máy nhiều con màu vàng nó dão là chuyện bình thường. Xem máy các bác muốn xem hàng chất lượng hay không các bác nhìn cái này. Đúng không ạ? Xem máy thì xem có chất lượng hay không các bác phải nhìn cái chân trục. Chứ còn các bác mà nhìn màu nhiều con thì nhà ông chơi liên tục, nhưng mà nhà ông không có máy sưởi, nhà ông chắc là nhà ông nghèo không có máy sưởi, hoặc ông để trong phòng ngủ hoặc để cái chỗ xa máy sưởi thì lúc nào nó vàng. Nhưng nhà ông nào mà nhất là ông nào lau dầu mà quệt hết một lượt dầu ở đây, sau là để gần máy sưởi độ khoảng lửa năm nó đen xì. Nhưng mà đen nhưng mà cái trục này nó không dơ các bác. Nên máy nó chạy ầm, chạy rất khỏe. Đấy. Đấy là thợ đi xem máy là người ta xem ở cái chân trục chứ không phải đi xem ở cái màu. Các bác mà đi quét một lượt dầu lên đúng không ạ? Nhà mặt đường các bác có chả chạy, chả treo nó vẫn nhà mặt đường một thời gian sau nó vẫn đầy bụi, nó bám và nó bám sát hết vào máy. Con này thì đo kích thước và em xin báo giá các nhé. Con G10 đẹp. Có kính cong bên trên thì các bác nhé, em chưa lắp vào đâu. Con này đẹp nhỉ? Vâng, con này thì em xin sale với giá. Mặt đẹp, máy đẹp, thùng đẹp. 9.100.000. Bác nào chuyển khoản hết em lấy 9 triệu các bác nhé. Vâng, và tiếp theo thì em xin like hai con đồng hồ sang tiện, hai mẫu đồng hồ rất là đẹp, to dài đo kích thước luôn để cho các bác. Các bác nhìn cho em đôi này các bác treo vào thì có đẹp không ạ? Treo vào đẹp lắm các bác, treo vào nhà những cái con in này. 1 mét anh ạ. Úi dồi, đợt 1 mét cả. 1 mét nhân 35, xong tiện dài thì các bác nhớ. Con này thì dài 1 mét nhân 35. Đường đuôi các bác này. Đuôi những cái con này thì rất là luột luôn các bác này. Nó kỹ các bác nhớ, đây này. Và con này thì nó sản xuất đầu những năm 1900, cuối những năm 1800. Các bác nhìn cho em những cái đuôi. Đây mới gọi là thú chơi đồ cổ và thú chơi hàng cao cấp. Chơi hàng cao cấp nó không phải chơi những cái con thùng 808 búa đâu các bác nhớ. Và nó phải chơi những cái dòng song tiện cổ. Bởi cái song tiện cổ này nó làm rất là tốn công, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó làm đa số cái thời cổ nó là mặt men các bác. Đây con này thì ba buồng các bác này, nhìn ba bên thông thủy luôn các bác này. Chơi những dòng này thì nhìn mọi hướng các bác, nhìn từ trong buồng, nhìn từ đằng bếp, nhìn từ trong phòng, nhìn trực diện, nó đều nhìn thấy quả lắc nó đung đưa lên. Những cái nhìn ba buồng này thì đa số là nằm lắc đàn các bác. Và các bác nhìn cho em từ những cái bông hoa các bác, từ những cái bông hoa đây các bác nhìn cho em này, hoa thực dược quá. Người ở châu Âu cái giống hoa thực dược ngày xưa là nó được sản sinh ở tại châu Âu các bác, ở những cái nước châu Âu nên là nhìn chúng rất là đẹp. Các cái hạt giống thì được mang sang châu Á, được người châu Âu mang sang châu Á từ ngày xưa. Và đây là một trong những cái mẫu thùng đẹp nữa. Đây các bác nhìn cho em. Thường thường những cái mẫu thùng bình thường thì các bác nó vân gỗ mấy các thứ là nó lồi lõm, nó gằn hết các bác này. Nhưng đây là các bác nhìn cho em cái loại gỗ chất lượng cao này các bác này. Đấy. Ốc chống tường đầy đủ hết các bác này. Con này các bác nhìn cho em là sạch các bác này. Đấy. Chơi cái này về sạch thì các bác chỉ cần lau chùi thôi chứ không phải đi spa, spa bây giờ mất cả triệu đâu các bác, không phải đơn giản đâu. Các bác nhìn cho em từ cái ốc này, zin từ cái cầu. Và quả lắc này các bác này. Bằng men luôn các bác này. Cái này cái dọi quả lắc các bác nhé. Đây này. Khi cái chân này và cái tâm này là dọi thẳng các bác nhé. Mặt men luôn các bác nhìn. Ngoài thì lắc kê vàng, ngoài thì lắc kê vàng và trong là mặt men. Con này phải nói là đáng để chơi luôn các bác. Những cái họa tiết đồng từ trên xuống các bác này. Đấy, điện thoại em còn không bắt led kịp các bác. Đấy, những cái quả lắc lại rất là đắt tiền nếu mà để tìm không có. Đây các bác nhìn cho em những cái đường hoa văn này. Logo Jisunghan. Jisunghan mặt men hai lòng các bác. Cái mặt men này nhìn trông nó xinh xinh các baby lắm. Chơi gồng vòng các bác. Ai máy đẹp quá các bác. Để các bác nhìn cho em. Cái hậu các bác nhìn cho em. Tại vì nó đẹp các bác, tại vì nó đẹp nên nó làm hậu đẹp, kính đẹp, cái gì cũng đẹp. Và máy cũng đẹp các bác này. Máy các bác nhìn cho em, không có vịt oxy hóa nào vàng ươm này. Các bác nhìn cho em bộ máy gì, các bác nhìn cho em so với cả tay người nó thật đúng không? Em không lấy led một chút nào các bác. Các bác nhìn chỗ ổ cót sạch không?
các bác nhìn cho em, nhiều thường thường là những cái cót kia nó bám bụi căn vào đây, các bác nhìn cho em các sợi cót bên trong này, không chơi những con như này thì con như nào các bác. Ok, để vào đánh gông vòng, một loại gông cổ. Đánh con này thì trông nó đánh gông vòng thì tiếng nó cổ lắm, nó gần như là kiểu tiếng phim Tây Du Ký tập 4 ấy. Kiểu là khi đó này tiếng chuông chùa trên núi nó gõ, và ở dưới núi nghe thấy tiếng chuông quá, nghe nó sướng lắm, nó cảm thấy nó thanh tịnh lắm, nó cảm thấy nó không vội vã. Nhà các bác chỉ lên chơi được chơi một con bản quét đến hai con bản quét là cùng thôi, còn đâu là mình để chơi những cái đồ như này nó mới hiếm, nó mới cổ. Con này thì em xin sale với giá 5,5 triệu, các bác vào nhanh, các bác vào nhanh không là hết đấy. 5,5 triệu một con, vừa to vừa đẹp. Và các bác nhìn cho em cái xong tiện kỹ không? Các bác nhìn nó để người châu Âu người ta tiện tay thủ công được cái mà kỹ như thế này. Mặt men hai lòng, các bác mua cái mặt men hết tiền các bác. Riêng bộ máy này đi mua bộ mặt men hết tiền, chưa nói cái thùng, em bán máy em tặng thùng đấy ạ. Và tiếp theo thì em cũng xin like một chiếc đồng hồ tiếp theo, con này đẹp quá các bác. Để các bác cũng mặt men cổ. Con nào bác nào chơi một đôi này, con này mới gọi các bác nhìn đôi tiện này đẹp nhỉ. Đây con nhìn cho em đuôi này. Đấy, chơi những cái con kỹ này. Những cái con xấu hơn các bác đi mua độ khoảng rẻ hơn 500.000, nhưng cũng không có rẻ đâu các bác. Giá này các bác nhìn cho em, nó đã là tiện zin, nó còn bao lõm này. Những cái đời cổ này không con nào làm giống con nào, mỗi con một kiểu, mỗi con một dáng. Đấy các bác, nên là tại sao ở châu Âu là bán cái này rất là đắt. Ở châu Âu nó bán đắt lắm đấy các bác, bởi vì nó là đồ cổ. Ở châu Âu đây nó là đồ cổ, các bác cứ gõ vào là antique clock đi xem nào. Đúng không ạ? Nó là đồ cổ nên nó đắt lắm. Còn các giống đồ mới thì nó rẻ không? Bởi đồ cổ thì nó mới hiếm, nó chỉ có ít đi và nó mai một dần các bác. Đây các bác nhìn cho em những cái nó đã đen, nó còn bóng cơn các bác này. Đấy. Nó cổ, còn ngoài bụi nha các bác, đây này, em lau ngoài bụi nó chả còn cái gì. Và cái cột này được người châu Âu người ta đã to, người ta tiện, người ta vét lõm hết các bác. Đây. Tiện này, trông thế tiện thủ công, tiện vài ngày cũng chả quay được các bác. Nó quay bằng quay tay quá, quay tay bằng cái vót bằng sắt nó gọt đấy các bác. Cái màu này các bác này, cái màu rất là đẹp các bác, màu cổ. Có tiện như bụp gạo. Hai trên là hai hoa lá tây rủ xuống, trên là cái trương vốn lên như kiểu cầu vồng, như kiểu gặp giấy mưa các bác. Đẹp lắm, mỗi mẫu các bác nhìn cho em. Những cái mẫu này thì các bác nhìn cho em, nó rất là cân đối, nó rất là hài hòa. Đấy, rất là hài hòa. Các bác nào mà chơi một đôi con song tiện này thì quá là đẹp. Và cũng là kính rào pha bên các bác. Đây các bác nhìn cho em, tại sao nó đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn nghiêng cũng thấy nó đẹp. Đây các bác để đôi này. Các bác nhìn nghiêng, tại sao nhìn nghiêng? Nhiều con nhìn nghiêng nó xấu lắm các bác. Các cái con gọi là thùng máng lợn nhìn nghiêng nó xấu lắm, nên những cái con kia đúng không ạ? Nhìn nghiêng chả thấy cái gì luôn. Nhưng con này nó đẹp, và làm này thì nó tốn nhiều công, kể cả đi bây giờ không may các bác có làm vỡ đi cắt kính nó thấy ốm rồi, nó phức tạp. Đấy. Con gắn ít nén kích đi các bác. Đấy, bình bòn. Nó cảm thấy nó thanh tịnh lắm. Thế thì người ta mới chơi cúc cu, người ta mới chơi con này. Em thử tháo máy nhá. Con này sao nó con gì? Đây cụ gông vòng quá. Chơi nó đây các bác, vân vân mây này. Đẹp các bác này, nhìn này. Men này các bạn, mặt men zin này các bạn này. Đấy, men này. Con này cũng GGB luôn các bạn này. Đấy, chơi những con như này các bác, chơi như phê. Đang chạy các bạn này. Chạy rồi các bác, chạy rồi nhưng con này vân, các bác nhìn cho em vân hậu này. Kiếm được những cái vân hậu đẹp như này cũng không phải đơn giản các bác. Những cái dòng này nó sản xuất trước năm 1900 rồi. Nó trên 100 tuổi các bác nhé, trên 100 tuổi mà. Các bác nhìn cái hậu này, làm vân này. Dưới nó cũng bằng men luôn các bạn này. Một chơi một con G, một con GB mà chơi được cái đôi này thì không phải bài các bạn. Chơi một con G, một con GB là mình dùng hai dòng cao cấp nhất, đẳng cấp nhất Đức. Những cái dòng cổ này của Đức nó phát triển và nó đắt hơn của Pháp rất là nhiều các bạn. Bởi nước Đức thì ngày xưa con này cột to quá, con này 5,6 triệu quá. 5,6 triệu được con to này các bác, đẹp như này xong chơi. 5,6 triệu vừa to, các bạn nhìn cho em. Con này cao bao nhiêu? Cũng cao 1m x 38 rồi. Hai con này đều 1m các bác ơi. Con này cột to này thì có 100.000 các bác. Ôi giời. Hai con đều dòng gì? Con kia đáng lẽ con kia phải được 6 triệu thì nó mới xứng các bác. Nhưng mà thôi em đọc rồi thôi các bác này. Đẹp nhỉ. Quá là đẹp luôn, 1m. Các bác chơi đôi này không có đâu, giá là không có ở thị trường đâu. Tiếp theo thì em xin like. Vâng, em xin like những chiếc hàng hiếm. Đây, em sẽ bỏ con này. Con này thì lô này lô mới về luôn các bác. Con này thì phải nói là họa tiết vàng, bọc vàng hết các bác này. Đẹp.
Vâng, thì đây là những cái con, đây là em nghĩ bằng gỗ các bạn. Em nghĩ là đây là bằng gỗ các bạn, bởi vì em nhìn thấy có vân gỗ. Gỗ bọc như kiểu bằng lắc kê vàng các bạn. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đẹp lắm các bạn. Trên trương các bạn. Các bạn nhìn cho em những cái xương song tiện vào trên là cái trương vòm như cái bể ánh cầu vồng các, với những cái đường con tiện nó tha. Các bạn nhìn cho em góc này, những cái điểm góc này, góc đồng tiền này, để những cái bông nhỏ các bác. Phải nói là người châu Âu người ta cái công nghệ đục đẽo người ta cực kỳ là giỏi các bác nhỉ. Các bác nhìn cho em này, những cái đường con tiện này. Đấy các bác nhìn tiện này. Tiện nó không mẻ các bác này. Đấy, toàn bằng gỗ các bác nhìn này. Ông Việt Nam kể cho tiện máy thì mẻ răm răm này. Đấy, không nói là ngày xưa người ta tiện tay, tiện thủ công và làm rất là kỹ. Hỏng là nó bỏ các nhé, mẻ nó vứt. Đây các này mà mẻ nó vỡ là nó vứt hết các bác. Đây mặt cũng mặt men ba buồng được. Kính thông thủy. Nhìn xong tiện thì chắc chắn thì nó cao tiền hơn, nó đắt tiền hơn các dòng kia, nhìn nó sang và nó cổ. Và cái điều điểm nhấn thì các bác là đây còn đuôi con này, nó rất là đẹp đồng đều này các bác này. Cái linh hồn của con đồng hồ này thì nó chính là cái quả lắc. Cái quả lắc lắc kê vàng cổ con này. Những cái quả lắc cổ thế này thì chắc chắn các bác mua tầm khoảng tầm 7 triệu ngoài thị trường thì không mua lỗ các bác. Các bác cứ chơi mà xem. Bên em thì có các bác, bên em thì chỉ săn những hàng độc thôi các bác, gặp bên em thì có hàng độc thôi, còn thiên hạ thì các bác nhìn làm gì có. Điểm lắm. Chơi những con này thì những con sưu tầm được các bác, chơi những cái con sưu tầm rồi. Và hơn nữa cái mặt các bác nhé, cái mặt đây, cái mặt cổ được các bác này. Các bác nhìn chưa? Những cái mặt cổ. Con này thì trên 100 tuổi các bác ạ. Cổ lắm rồi nhưng mà phải nói là cái người châu Âu người ta giữ gìn cái kiểu gì các bác. Em thì cũng không biết giữ gìn cái kiểu gì. Đây gông vòng này các bác này. Đây là củ gông ấy, đây là củ gông. Nó làm thêm một cái gông vòng thế đây. Xong nó mới bắt đầu treo thành côn vòng. Tại sao mà người ta làm gông vòng? Gông thẳng thì nó tầm được khoảng tới 40 phân là dài. Nhưng gông vòng mà các bác tin các bác duỗi cái này ra, duỗi ra nó ra đến 80 phân sợ không hết. Và nó tăng thêm một cái điểm vòng này để nó tăng nội dung. Đấy các bác. Đây. Ở đây còn có cái bản hề mở ra mở vào các bác chỉnh quả lắc này. Con này con GB cũng là con GB cổ các bác, đây logo GB các bác nhé. Đấy, GB cổ các bác này. Đấy các bác nhìn chữ GB mà. Máy con này phải quá là đẹp luôn. Con này siêu phẩm luôn các bác nhé. Đây em để vào. Những con này thì thực sự là không có ngoài thị trường các bác. Thì bên em thì được cái này chỉ có đi săn tìm đồ hiếm thôi. Chứ còn và bên em thì cũng ra đến đâu thì các bác chọn đến đấy, bởi những cái con hiếm này thì nó không có ngoài thị trường các bác. Đi tìm những cái con G8 côn hay là đi tìm những cái con Verdet 8 côn 8 búa thì ở đâu nó có. Nhưng mà tìm những cái này thì nó không có. À, các bác thấy bên em thì mỗi ngày bên em like một video. Chứ bên em có phải thừa tiền đâu mà đi nhập các này đúng không ạ? Có thừa tiền đâu mà đi nhập cái này, cứ like không bán được lại cất đi cho đi nhập con khác thì tiền ở đâu ra. Đúng không ạ? Và con này thì các bác gọi điện cho em, có gọi điện cho em. Đẹp lắm luôn các bác. Con này thì nó khoảng tầm 11 đồng thì các bác, 11 đồng thôi, em không phải ghi đâu. Và tiếp theo thì đây là một chiếc đồng hồ Kenji. Con này là cũng là mẫu đầu tiên thì em cũng về được cái con Kenji mà em cũng chưa bao giờ được nhìn thấy con Kenji nào nó về nó như họa tiết đồng các bác. Họa tiết đồng có nhá. Và con này thì nó là đặt riêng nguyên bản thì chắc là phải đời nó gần như kiểu ông Phạm Nhật Vượng giàu như bây giờ các bác. Và là những cái ông gọi là nhiều tiền lắm thì người ta mới đặt nhà hãng, là chỉ là một cái không có cái thứ hai các bác. Không gặp, không gặp. Các bạn, đây các bác nhìn cho em, lá đồng cổ các bạn. Đấy, thì các bác nhìn cho em những cái họa tiết đồng. Và ông nào phải nhiều tiền lắm, là lặng đô lắm thì người ta mới đặt một mình một mẫu. Và mẫu phải làm khuôn đúc quá, phải làm cho người ta một mình một cái khuôn đúc, xong là đúc xong một cái là phải bỏ khuôn đi các bác. Và mỗi làm ra cái khuôn đúc là phải có một người kỹ sư và có một người họa sĩ kết hợp với nhau các bác. Đẹp nhỉ. Đấy, các bác nhìn cho em họa tiết dưới kính tàu này. Trên là bốn góc này. Đấy, thường thường là chỉ những cái góc bằng gỗ thôi mà nó được gỗ chạm khắc đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà được người châu người ta đưa vào đây các bác để được người ta thổi hồn vào đây. Đây là những cái con hàng hiếm các nhá. Đây là những cái con hàng hiếm. Và đây, ngoài thế thì còn cái màu zin các bác nhá, màu zin. Vâng. Tại vì nó đẹp nên các bác này nhìn cho em này, cái dây cổ bện này. Đấy, các bác nhìn cho em cái dây cổ. Đấy, cái dây bằng chảo cổ ta vận vào ta bện vào để xịt kính. Tại vì nó đẹp nên quả lắc nó cũng phải đẹp các bác này. Đây các bác nhìn này. Chốt này. Đấy các bác nhìn đẹp nhỉ.
8 thép, 7 thép một đồng các nhá, 7 thép một đồng bạch. Đấy, 7 thép một đồng bạch. Và máy này thì nó là máy con Kenji các bạn, máy con Kenji, Novo Kenji. Đấy, đúng ạ. Rất là đẹp luôn. Vâng, thì con này thì các bác gọi điện cho em có nhé. Con này các bác phải gọi điện cho em. Và con này thì đặc biệt thì em có thể đảm bảo với các bác là các bác chơi một con cả nước Việt Nam không ai có nhé. Các bác chơi con này thì đảm bảo với các bác là cả nước Việt Nam không ai có luôn. Và bao zin nha các bác nhé. Em phải nói là đã chơi cả nước, em còn nói bao zin cho các bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì em xin lai một chiếc đồng hồ. Vâng, con này thì một trong cái mẫu đồng hồ hiếm của dòng kính rào. Con này con phong tên loi, kính rào suốt, một trong những cái bộ kính gọi là cực kỳ là khó làm, và một trong bộ kính gọi là cao cấp nhất của người Pháp. Thì con này thì nó là con dòng cao cấp của dòng Mother các bác nhé. Dòng cao cấp này thì các bác biết vì sao là dòng cao cấp không ạ? Dòng cao cấp thì được người ta chạm khắc những cái đuôi các bác, được chạm khắc những cái đuôi nó hình như của cái đài sen, nó đều là chạm, nó giật cấp nhiều lớp. Và các bác nhìn xem những cái đường chỉ nó phải giật nhiều cấp này. Đấy, nó giật nhiều cấp. Chơi ở nhà em thì toàn hàng hiếm đấy, các bác nhìn cho em những cái ốc chống tường. Đấy, các bác nhìn cho em hai cái ốc chống tường. Nó cũng phải về, nó còn zin nguyên bản. Và đây là những cái con tiện gọi là cực kỳ là khó làm. Có đây này. Các bác đã nhìn những cái con tiện, người ta tiện đơn giản đúng không ạ? Người ta tiện vừa bé mà nó thanh một thanh dài từ đầu đến đuôi thôi. Nhưng nó không bao giờ có những cái giật cấp và nó không bao giờ nó nhìn nó trông như còi kem mút như này đúng không ạ? Các bác ngày xưa hay bóp kem mút em nhớ. Để với những cái đường góc này, tiện chuyện con thoi này. Đấy, phạt góc. Đấy các bác nhé. Và em cũng xin thưa là đây là một trong những cái mẫu kính đắt và khó làm nhất, và cũng là người châu Âu khi người ta bán ra thì những cái này thì giá của nó rất là cao quá, giá nó rất là cao. Thì các bác cũng con này các bác cũng gọi điện cho em có nhé. Đây các bác nhìn cho em cái màu zin này, màu zin nguyên bản của màu thơ các bác này. Màu màu thơ thì bao giờ cái này nó cũng gầy hơn là dòng Odo, dòng Kenji. Odo với Kenji nó mập hơn chút, mập hơn tí, nó thon thon hơn, nhìn chung nó bay hơn, cái cổ nó dài hơn các bác. Đẹp lắm. Đấy, các bác nhìn cho em. Cái thùng này thì chắc các bác mua không, cái vỏ không thì chắc nó tầm 7 đến 8 triệu cái vỏ này. Cái vỏ Kenji thôi đấy. Còn các bác cộng thêm cái máy này. Vâng, cái quả lắc thì được người châu người ta đột các bác, được đột. Con này thì về nó còn giấy tờ nguyên bản các bác, còn giấy tờ. Các bác chơi đồ nhà em thì được cái là không bao giờ chán và ít khi đụng hàng các bác. Không bao giờ chán, ít khi đụng hàng. Chứ còn các bác cứ kêu đẹp, nhà tôi có con Odo 36. Thì các bác về sau mở cả xóm, nếu xóm này nhà bác nào nghiện chơi đồng hồ chắc cả xóm nhà bác thì đều có con Odo 36. Con này thì em vẫn chưa bắt ốc cho con này, máy như mới luôn các bác. Máy con này em hôm nọ tháo rồi, con này em bao lau dầu đấy. 8 côn 8 búa củ công phong tơ loi. Dòng phong là đánh chuông hay lắm. Có cần ngắt chuông không? Có cần ngắt chuông. Không biết đánh không, thử nhấc lên xem này. Dòng mau thơ là đánh hay lắm. Con này em bao lau dầu luôn có nhé. Đấy các bác chơi đánh rồi. Úi giời. Hết con. Thế thảo nào em thấy có ông anh bảo anh nghe con mau thơ nhỉ, anh nó đánh còn hay hơn con gì. Thảo nào quá. Tiếng nó gọn, tiếng nó gọn tiếng các bác, nó trong tiếng. Và hơn nữa có nhé, đây là ti này là ti đóng các bác này. Đấy, các bác nhìn không khỏi gãy, khỏi phải sửa luôn các bác nhé. Đây này. Đấy, nó côn chìm luôn, đóng luôn. Ẩm rất là hay đúng không ạ? Con này để các bác gọi điện cho em các nhé, để xuống để quay cho các bác không được. Cả giấy tờ con này, về giấy tờ nhiều quá này. Đồ đạc đầy. Đấy, chơi các bác chơi được những cái con hàng zin này đến người châu Âu còn khó tìm được các bác. Để Tây nó còn khó nữa là mình. Đấy, tuột màu rồi. Tây nó còn khó tìm nữa là Việt Nam. Để em để nhưng cho các bác chụp ảnh, không mấy khi gặp được những con hàng đẹp. Đấy, nó đẹp, con này nó đẹp được cả từ đuôi các bác này. Đấy, đẹp từ đuôi, nhiều con đuôi nó chỉ trơn trơn như này các bác nhé. Nhiều con đuôi, con này có họa tiết đồng nhưng bỏ đồng ra các bác nhìn nó đuôi nó trơn, nó rất là đơn giản. Đây các bác nhìn cho em. Rất là ấm và tiện của nó, tiện đủ. Các bác nhìn quả lắc này, đấy, quả lắc đột đúng không ạ?
Ý, các bác nhìn cho em, nó vừa dài. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác. Chúc các bác có một buổi xem một buổi xem livestream của em cuốn hút. Và các bác không thể tránh khỏi cái con lúc la lúc lắc đúng không ạ? Không thể tránh khỏi con lúc la lúc lắc này lắm nhé.